Đây, nhà sàn dỡ rất cẩn thận. Ngày thứ gọi là sang ngày thứ ba đây, sang ngày thứ ba mới dỡ hết được các cái phần phụ của nó ra. Dùi mè còn rất là chắc, dùi mè chắc chắn. Giờ mới bắt đầu dỡ đến cái phần khung chính. Căn nhà cũng rộng, nhiều chi tiết, dỡ cũng anh em dỡ rất là cẩn thận. Hôm nay thì bắt đầu hạ hết cái phần đòn tay mái, hạ hoành và phần vì kèo bên trên. Căn nhà rất là đẹp luôn. Đến tàu 5 gian cộng 1 gian ban công lồi. Căn này mình dỡ được chuyển về Thái Bình. Có khách rồi nhá. Có khách đã lấy rồi. Đây là đang tiến hành tháo dỡ. Tiến hành tháo dỡ đi. Chuyển về trà sạch, làm đẹp và lại dựng lại. Rất là rộng và thoáng. Căn nhà này giữ khá là lâu. Tí nữa về cho xếp bớt cái ngói ở cái chỗ này gọn gọn lên đây này cho nó đỡ vướng. Để gần đấy quá. Xà đầu cột cũng cho ra luôn. À Lương ạ. Cái xà đầu cột đấy. Ờ. Thế để đi lại cũng được. Thì tháo cái chóp thì cũng là gần hết rồi còn gì nữa. Nhanh không thì tháo đến xà đầu cột luôn còn gì nữa. Ờ.